Nhiều, xin chào các bạn. Đây là video thứ hai của bài số 5. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc và một bài trước tạo kiến thức rồi. Bài này ta sẽ luyện. 一 三 语音一声母声母鸟知知吃吃吃日二三语音语音呀一声母声母呀大家哪个单词知知吃吃吃吃日日二二韵母韵母呃呃三拼音拼音扎扎遮遮吱吱摘摘摘摘招招周周 OK, nó để đọc nhanh quá, mình nhắc lại các bạn là đây là âm y thôi. Đây là âm y thôi, nhưng mà chúng ta đọc như âm ư nhé, như âm ư của tiếng Việt. Đây là có cha chưa chư nhé, cha chưa chư cha cha chưa chưa chi chi chai chai chao chao châu châu chao châu sha sha shu shu shi shi shai shai shi shi shao shao shou shou ru ri rau rau ru ru rau rau zhan zhan zhen zhen zhang zhang zheng zheng zhong zhong chan chan chen chen chang chang cheng cheng chong chong shan shan shen shen shang shang sheng sheng ran ran ren ren ran ran ren ren rang ran rang rang rong rong zhu zhu zhua zhua zhuo zhuo zhuai zhuai zhui zhui zhuan zhuan zhun zhun zhuang zhuang chu chu chua chua chuo chuo chuai chuai chui chui chuan chuan chun chun chuang chuang shu shu shua shua shuo shuo shuai shuai shui shui shuan shuan shun shun shuang shuang ru ru rua rua ruo ruo rui rui ruan ruan run run OK, thì ta ở đây ta sẽ thấy là cái phần này nó nhắc cho ta là có ba âm trở. Âm này mang hướng về Z này, đây trở nặng này, này mang hướng về âm SC. Còn đây là âm Z nó cũng na ná như âm trở nhưng mà nó thiên về Z. Dương đấy, kiểu đấy. Hẳn đây ta có cái âm này, nó kết thúc thì sẽ là ư nhé. Y ta là ư, một mình nó, tự nhiên mình nó thì là ư. Và ta sẽ luyện đọc cái phần dưới này. 五练习五练习呢一声调一声调遮遮折折折折这这诗诗
十十始始是是书书熟熟数数数数知知止止止止至至虽虽水水水水睡诗诗时时始始是是人人人人人人任任身身神神审审慎慎作作左左左左作作二变音变调原调你看答案原调知知吃吃是是日日这这车车射射热热站站产产山山然然张张长长上上让让真真称称神神人人正正成成生生仍仍杂杂炸炸擦擦茶茶洒洒傻傻则则折折侧侧侧侧色色射射字字智智词词迟迟四是是是四十四十十四十四休息休息消息休息知道知道迟到迟到真诚真诚真正真正长城长城厂长厂长中文中文充分充分车站车站期限期限春天春天秋天秋天成年成年青年青年船上船上床上床上失望失望希望希望伤心相信相信知己知己时机时机胜利胜利经理经理生活生活经过经过商店商店见面见面认识认识临时临时人力人力日历日历三三声变调三声变调简单简单海边海边海鲜海鲜好吃好吃
表扬表扬感觉感觉检查检查旅行旅行语法语法厂长厂长表演表演可以可以比赛比赛等待等待表示表示感谢感谢奶奶奶奶耳朵耳朵椅子椅子嗓子嗓子五练习 OK OK vậy là cái OK vậy là cái bài này coi như là luyện đọc như xong thì mình chỉ tổng hợp cho các bạn là các bạn chú ý là khi cái âm y ngắn này nó đi với zh ch và sc và chữ r đi bốn âm phụ âm này thì cái nguyên âm y đọc là ư chúng ta còn bình thường thì đọc là y đây là cái nội dung tiêu điểm của bài học của chúng ta. Thế còn đâu thì các bạn học có ok không, học có tốt được hay không là do các bạn có ghi chép hay không, hay là các bạn chỉ mở video các bạn xem một cách thụ động, các bạn không có chủ động ghi chép rồi là take note lại những gì mình ấy các bạn, và các bạn không mua sách về để luyện viết, luyện vẽ hay là làm cái bài tập trong này thì nó sẽ là không thể thắng được đâu, các bạn không thể thành công được. Nên các bạn phải nhớ học là phải ra học, nên còn không thì những cái video này các bạn chỉ xem chơi chơi thôi, nó không giải quyết vấn đề gì cả. Rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc từ 1 đến 10 nhé, luyện đọc từ 1 đến 10. Y ở san sử ủ nhậu chiều chiều xi xi ba chiều sử y a san sử ủ nhậu chi ba chiều sử. Ok, có thể là mình đọc nó chưa chuẩn lắm thì các bạn sửa cho mình nhé. Thì vì mình là người Hải Phòng nên là nó có một số từ nó khá là ngọng. Mình sẽ cố gắng sửa để chúng ta cùng học với nhau. Ở đây nó sẽ có một số bài học như thế này là chưa sư quảng não sư chưa sư của Papa. Đây là não đây là vương đây là giáo viên vương, còn đây là của Papa là đây là bố của tôi, đúng không? Thì nên giới thiệu với nhau thì các bạn đoán xem ở đây là cái gì, đúng không? Các bạn ghi vào, các bạn quay lại cái dialogue bên trên cùng này để các bạn biết xem là cái gì ngay. Đấy, đúng không? Đấy, mình sẽ chỉ ở đây, mình sẽ cho các bạn lướt qua nhìn qua. Đấy, đây. Đấy. Các bạn lướt qua nhìn qua này các bạn sẽ biết là dưới này chẳng là cái gì ngay. Đấy, đúng không? Mình sẽ không làm các bạn nữa. Mình sẽ chỉ hướng dẫn qua đây thôi. Ở đây là chỉnh chiên, chỉnh chua, chỉnh khơi trá là mời ngồi. Chỉnh trên là mời vào, chua là mời ngồi, chỉnh khơi trái là mời uống trà. Khúc cơ chỉ là không có gì thì trước cảm trước khúc cơ chỉ là bài là cảm ơn rồi, các bạn nhớ từ cảm ơn là gì. Từ ta sẽ có cái bài học mà ta ôn lại ở đây sẽ còn từ máng là bận, đúng không? Không chua là công việc, không chua là công việc, không chua máng mà bận không. Đấy. Ta sẽ có hỏi sức khỏe thì là sân thí là sức khỏe, hảo là tốt không, đúng không? Ma là không, sân trí hảo ma, sức khỏe tốt không. Chính vì vậy các bạn làm bài này mình nghĩ là các bạn thừa thông minh để làm được để làm những bài này thôi. Thế còn bài dưới là luyện vẽ thì các bạn mua sách về vẽ chữ, viết chữ tiếng Trung, cố gắng viết là sao được để cho nó ra cái nó ra cái tiếng Trung nha các bạn, viết thư pháp cho nó đẹp vào. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của bài số 6. Nó sẽ đến chúng ta sắp đi được nửa cuốn đầu tiên rồi, rất là tuyệt vời. Ok, bài tiếp theo mới là bài những bài hay, từ bài số 6 trở đi mới là những bài hay, nên có rất nhiều điều ta đáng để học hơn là những bài đầu. Nó chỉ là gọi là bài đầu thì là nhấn thôi, hai các bạn nhìn qua cho các bạn xem nó hứng thú là những bài sau rất là hay luôn. Đấy, rất là hay luôn. Đấy, các bạn nhìn chưa, sinh động chưa? Có một điều nữa là mình xin sự ủng hộ và giúp đỡ các bạn. Các bạn hãy chia sẻ cái video này cho các bạn bè của các bạn nếu, nếu như các bạn biết là người đó cũng muốn học tiếng Trung. Và các bạn nhớ subscribe để đón chờ các video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Và các bạn muốn đăng ký học trực tiếp với Lộc thì nhớ đăng ký nhớ đăng ký qua Zalo hoặc Facebook, hoặc các bạn có thể đăng ký, hoặc các bạn có thể để lại thông tin ở phần đọc, hoặc các bạn có thể để lại thông tin ở phần đăng ký thông tin ở link đặc quyền thì mình cũng sẽ chủ động liên lạc với các bạn.
Và nó không chỉ dạy tiếng Trung còn dạy tiếng Anh nữa nhé. Và đặc biệt là nghề nghiệp chính của mình là làm marketing cho tất cả các doanh nghiệp và đào tạo huấn luyện nhân sự cũng như là lãnh đạo trong doanh nghiệp và phát triển đội ngũ công ty. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những sân chơi tuyệt vời hơn, là những sân chơi chỉ học ngôn ngữ như thế này. Goodbye.